Hello, hôm nay chị Bibi sẽ hướng dẫn các em làm một bông hoa từ giấy thủ công vô cùng đơn giản. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé! Rất là đơn giản phải không các em? Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé!